Chào quý vị. Sáng nay cả nước bắt đầu khai giảng năm học mới, năm học 2022 và năm học 2023. Riêng trường Trung học cơ sở Bắc Bình 3 cũng đã tiến hành khai giảng sáng hôm nay. Trường này được xây dựng tại cái thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái. Ngày khai giảng sáng hôm nay đó thì có các cấp cán bộ ở địa phương về tham dự. Như vậy là trường đã đạt chuẩn quốc gia quý vị à. Trường này khang trang và sạch đẹp. Các thầy cô thì năm nào cũng cố gắng tích cực giảng dạy cho các cháu, các em đạt điểm cao. Thì tôi tin chắc rằng thì bước sang năm mới này thì hy vọng các em sẽ đạt điểm cao hơn nữa quý vị. Như vậy là trong cái thời điểm này thì hiện nay là đang tiến hành làm lễ quý vị. Hiệu trưởng đã khai tiếng trống trường đầu tiên để các em bước vào năm học mới. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Nguyễn Hải Trường, học sinh lớp 9 A Tơ. Em rất vinh dự và tự hào được đại diện cho toàn thể học sinh trường Trung học cơ sở Bắc Bình 3 phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ khai giảng năm học 2022-2023 long trọng hôm nay. Lời đầu tiên cho phép em được gửi tới các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, mùa hạ vừa nhớ nở, tiếng kê rộn rã khắp các nẻo đường, tán cây. Sắc màu rực rỡ của mơ phượng đỏ, những sợi nắng ấm vàng, nhưng rồi sao lại nhanh đến vậy? Mùa thu khoan thai khép lại những ngày hè sôi động, dịu dàng mở tiếp những trang vở thơm nồng những thức và ước mơ. Mùa thu thân thiết đưa chúng em về lại với thầy cô, bạn bè, đường hoa trong khung cảnh sân trường, lớp học, hàng cây thân quen, cũng như trường Trung học cơ sở Bắc Bình 3, dịu dấu. Chúng em đã trải qua nhiều mùa tựu trường, tham dự nhiều lễ khai giảng, nhưng hôm nay còn có cảm giác khác lạ, vừa vui là quãng đời học trò hay cảm giác sao xuyến, bâng khuâng của những học sinh cuối cấp. Tất cả cảm xúc ấy đều hòa tan vào không khí hân hoan của cả nước đón chào năm học mới đã đến. Các hồ kính yêu của chúng ta đã từng biết rằng cho tương lai quê hương đất nước, tiếng trống trường đã điểm như rục rã. Thôi thúc chúng em quyết hứa với các thầy cô giáo để biến lòng biết ơn, tìm tốt, xứng đáng với tình yêu thương và sự tin tưởng của thầy giáo, cô giáo và cha mẹ. Ngoài ra, chúng em cũng rất cảm động và biết ơn sâu sắc đối với tất cả các cô, các bác, các chú lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và các nhà mạnh thường quân, những người đã dõi theo chúng em, đã quan tâm đến chúng em rất nhiều. Cuối cùng, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt được ước mơ của mình trong cuộc sống. Chúc cho buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.